When the ball cup you. Hả? Look. Yeah. Yeah, look for him. Good. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. And more. Okay. Yeah, thing. Okay. Good idea. Yeah. Huh? Huh? Okay. Wow, good. From you. Huh? I learned from you. Yeah, yeah. The videos. Yeah. Bốn vận động viên và một huấn luyện viên top ranking quốc gia Ấn Độ và top trẻ thế giới đến Tỷ Lộc Club tập huấn. Và đây là vận động viên đã hai lần đạt hạng nhì lứa tuổi U15 quốc gia Ấn Độ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tỷ Long Club. Lại là tôi, là Tỷ Long, huấn luyện viên tuyển tứ quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu một học viên đến từ Ấn Độ, là top 2 thiếu niên Ấn Độ. Introduce yourself. My name is Arya Kataria and I'm from India. Và hôm nay tôi xin giới thiệu một học viên đến từ quốc gia Ấn Độ và có nhiều thành tích tại các giải thiếu niên tại quốc gia Ấn Độ. Hello everyone. Hello everyone, my name is Ayush Tanna, I'm from India and I'm here in Vietnam to learn new services and extraordinary receives from T Long sir. Thank you. Yeah. Thank you. Xin chân thành cảm ơn bạn và đội tuyển của bạn đã đến tập luyện tại T Long Club. Và tôi hy vọng sau chuyến tập huấn thì đội tuyển của bạn và huấn luyện viên của bạn sẽ đạt được những thành tích tốt hơn vào năm tới. Xin mời các bác, các cô chú, các anh chị cùng xem video tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Okay, continue. Yeah. Rotate and loo wrist back, loo loo, tai tai. Loo 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 loo. Loo and kak, 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 loose and kak. Okay. Okay, and use two finger. He serve heavy spin. You straight the bone slip down. Okay. Now you serve top spin. You can forward because top spin automatic up. Yeah, but heavy spin, top rubber slip down. You top slip down now. Two option, yeah. Two option. You change a little. You push for the ball automatic slip down over the net. And second option, weigh the ball top rubber. And combine hip now. And I rotate, huh? Same you. Okay. Nothing. Yeah. Why? Because head racket you up. More again. Now loose. Hmm? Yeah. Okay, and
Okay. And when you fluently you hit the ball more faster. No, no. Hit forward. Hit rotate and forward. Yeah. Good. Yeah, 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 yeah. When you, yeah, down up. Okay. And I take for you. No, you serve. When you here, the bone straight. When the bone curve you, huh? When the bone curve you, huh? You follow spin. And now combine body. Follow spin, the ball automatic go side. No, no, look, look, look. Look. He, you push the ball, no good. Okay? But follow. Follow, okay? You see? Follow, you create a spin. Follow spin him. Okay, okay. And adjust follow spin him. Yeah. Because him serve have back spin. You open same side spin, back spin, change and go a little. Follow him. Look, look, look him. Yeah. Look him. Look. Yeah. Yeah. Look for him. Good. Okay. Now, now, now. One option. Yeah. You, yeah. You step and you rotate. And roll the ball. One, two, no. He push. No, no. Yeah. Spin. Lu. Spin. Yeah. Don't push. Okay. Spin. Spin now. Spin. Ready? Spin. Spin. Loose. Spin. Spin. Yeah. Spin. Look at the bone and when contact, spin. Yeah? And combine hip. Yeah. Okay? Okay? Yeah. Good idea. Yeah, difficult hit. You can see Chinese or Ma Long. Yeah. Before receive, he sacred. Now you do hit. Okay, normal. Now Ma Long. Okay. Yeah. Idea. Ma Long before receive and manage Germany. Yeah, your opponent. Oh. Difficult get. And if you receive you open first, you receive here. You hit here, you receive here, no good. You have to use fast movement, same you serve. Now, prepare. Look, hit, change. Thing, idea. Don't try. You don't try. Because I look you, receive, you always fast, no, don't need. Clever, have clever, okay?
Yeah, good. Yeah, nice. Okay. Difficult hit fast. Difficult hit strong. You can counter. Yeah. Okay. Wow. Good. From you. Huh? I learned from you. Yeah, yeah. The videos. Yeah. Thank you.